Ảo diệu với chiều cao 1m75 mà trông như 1m4 của con người yêu tôi. Chuyện là tôi có yêu một em gái qua mạng. Lúc ấy tôi hỏi em ấy cao bao nhiêu, thì em ấy nói: Em cao 1m75 nha, em dự định năm sau em sẽ đi thi Hoa hậu Thế giới và lấy giải nhất anh ạ. Anh em nhìn vẻ mặt tự tin của nó kìa. Đến khi tôi gặp nó ngoài đời thì trông như này đây, không khác gì cây nấm lùn biết đi vậy. Thế là tôi hỏi nó cao 1m75 thật à? Không tin thì anh đo đi. Nó đưa cái thước của nó cho tôi đo thì nó cao 1m75 thật mọi người ạ. Em nó vừa cao mà còn biết đánh võ như này, có nên từ bỏ để bảo vệ bản thân không? Anh em bình luận góp ý cho tôi biết với, chứ tôi thấy hơi rén anh em ạ. Cô gái nấm lùn với chiều cao ảo diệu 1m75 chính thức đi thi Hoa hậu Thế giới. Chuyện là mấy hôm trước, em nó rất chăm chỉ tập luyện thể dục để dưỡng eo thon cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới sắp tới. Em nó còn tập cả bộ môn dưỡng sinh nữa cơ. Nhìn nó chăm chỉ luyện tập để chinh phục ước mơ Hoa hậu Thế giới mà thấy thương. Với chiều cao 1m75, cao hơn cả Hoa hậu Thủy Tiên, thì tôi tin em nó làm được. Thế là em nó cũng soạn đồ để sang nước Mỹ xa xôi chinh phục ước mơ Hoa hậu Thế giới. Em đi nha, em sẽ đem vương miện về cho anh. Xe ơi, tới đây chở cháu ra sân bay qua Mỹ thi Hoa hậu với. Tôi thấy lo cho nó quá anh em, nhìn cái tướng của em nó như thế, tôi không biết có thi đậu không nữa. Còn anh em thì sao, có tin nó lấy được vương miện không? Bình luận cho tôi biết với. Em gái nấm lùn và kỳ tích khi đạt quán quân Hoa hậu Thế giới. Sau chuyến đi thi Hoa hậu Thế giới bên Mỹ, thì cuối cùng em nó cũng trở về và khoe thành tích với tôi. Mọi người có thấy gì không nhỉ? Là những huy hiệu quán quân Hoa hậu Thế giới em nhận được đó. Để đạt quán quân Hoa hậu, em đã vượt qua hàng trăm thí sinh trên thế giới đấy. Sao tôi nhìn cái huy chương Hoa hậu Thế giới của nó giống như huy hiệu của mấy đứa mầm non vậy anh em? Em gái khóc vì áp lực từ dư luận sau khi đạt quán quân Hoa hậu Thế giới. Chuyện là sau khi đạt quán quân Hoa hậu từ Mỹ trở về, em phải chịu nhiều chỉ trích từ dư luận. Có bạn bảo em nó tranh giành huy hiệu Hoa hậu của con bạn ấy như này đây. Còn có người nói nó là Hoa hậu thiếu nhi nữa cơ. Em nó cũng có đôi lời muốn nói với anh em đây. Ai cảm thấy thích tiền thích hào quang thì bước lên đây. Và hãy ném bốn cái từ hào quang rực rỡ để biết nó là cái gì. Để ném bốn cái chữ hào quang rực rỡ, ném nó đi vào biết nó là cái gì. Sai lầm của tôi khi gặp phải cô người yêu quá nhây và quậy phá. Chuyện là hôm nay nó nói với tôi là: Anh ơi, mua cho em bộ đồ ông chúa cute nha. Nhìn cái mặt nó kìa, làm như tội lắm vậy. Nhưng khi tôi mua cho nó thì mọi người nhìn nó kìa. Ôi trời ơi, thế này thì sao tôi chịu nổi. Nó quậy phá và nhảy múa khắp nhà. Nó làm mọi thứ như đảo lộn hết lên vậy. Đến khi tôi la chửi nó đừng quậy phá ồn ào nữa, thì nó kiểu: Em làm gì sai mà anh chửi mắng em. Mọi người nhìn cái bản mặt cứng đầu của nó kìa. Như một con ong bạo chúa, sắp chích tôi đến nơi rồi vậy. Số tôi sao khổ thế mọi người ơi. Con em gái thì 26 tuổi vẫn ế chồng, còn con người yêu tôi 1m75 thì nhìn nó giống như đứa bị thần kinh vậy. Chuyện là hôm nay con người yêu tôi nó hỏi tôi là: Em với A-King này ai dễ thương hơn? Tất nhiên A-King dễ thương hơn em rồi. Thế là nó giận tôi. Nó nói với tôi là: Anh hết thương tôi rồi chứ gì? Anh chán tôi rồi đúng không? Anh hết khen tôi dễ thương như lúc mới yêu rồi. Nó khóc một lúc, xong nó đi trang điểm khuôn mặt nó thành vậy đây. Nó tính dọa ma tôi hay gì vậy? Nó còn hỏi tôi: Như thế này đủ cute dễ thương chưa anh? Mọi người thấy nó cute không bình luận cho tôi biết với, chứ tôi thấy nó giống bị thần kinh hơn. Thảm họa với chiếc vlog ẩm thực đầu tiên của con người yêu tôi. Xin chào tất cả mọi người, em là cô gái cao 1m75, là siêu mẫu tương lai đây. Với tài năng nấu ăn thượng thừa của em, thì hôm nay em sẽ làm một chiếc vlog ẩm thực ạ. Món em sẽ làm là mì ý siêu ngon. Nhưng em hết bột mì rồi, nên em sẽ lấy bột từ khuôn mặt em. Trời đất thánh thần ơi, nó lấy bột từ khuôn mặt nó ra để làm vlog ẩm thực sao? Tôi nó bị khủng mà không ai tin. Giờ em sẽ trộn điều lên. Trộn mạnh lên, giờ em sẽ nấu nha. Xong rồi, anh ăn thử có ngon không? Có nên ăn không anh em, chứ tôi sợ nó điên lên là nó đánh tôi mất. Giờ cứ muốn chị nổi điên hả, có ăn không? Ăn kiểu gì đây, sao tôi khổ vậy trời? Lấy trộm trái thanh long để làm vlog mukbang, vô nghĩa vô dụng của con người yêu tôi. Chuyện là hôm nay, tôi bị thất lạc một trái thanh long. Khi tôi hỏi nó ăn trái thanh long anh à, thì nó nói: Anh làm như em thích ăn thanh long lắm vậy, cho em cũng không thèm. Thế cái miệng em dính gì màu đỏ vậy?
Và đây là thủ phạm ăn trái thanh long của tôi. Nó còn quay hẳn một chiếc Vlog múc ban như này đây. Chào mọi người, hôm nay em làm chiếc Vlog múc ban trái thanh long em mới mua. Mời mọi người ăn cùng em nha. Trời đất ơi, tôi yêu nhầm phải con báo rồi. Hôm trước nó làm Vlog ẩm thực, bắt tôi ăn và đau bụng cả ngày. Hôm nay thì nó ăn trộm trái thanh long của tôi để làm Vlog múc ban. Sao tôi khổ với con báo này vậy trời. Chị dâu cùng em gái của chồng rủ nhau đi hái trộm trái cây và cái kết. Chuyện là con người yêu đang chờ đứa em gái của tôi thì bỗng con em gái nó nói: "Chị ơi, chị ơi, chị thấy trái gì không? Chị thấy rồi, để chị dựng xe rồi hái nha." Thế là hai bọn nó nhảy xuống xe và chạy vô hái như thể là của mình vậy. Bọn nó hái được một lúc thì bị bà chủ vườn phát hiện. Chạy thôi em ơi. Chạy lên hướng đây này. Chị ơi, còn cây xe thì sao? Vãi đạn thật, hai con báo này nó bỏ cây xe tôi lại luôn mọi người ơi. Và đây là bản mặt của hai con báo này đây.